Thưa quý vị, để nâng cao đời sống cho người dân thì việc đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, chỉ dựa vào nguồn vốn của nhà nước thôi thì vẫn chưa đủ. Do đó, công tác xã hội hóa việc đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, đặc biệt là đối với những vùng nông thôn, đang ngày càng trở nên quan trọng hơn hết. Có thể thấy rõ điều này từ huyện Đơn Dương, với sự chung tay góp sức của người dân, một cây cầu mới trên dòng Đa Nhiêm đã nối nhịp, giúp cho việc giao thương trở nên thuận lợi hơn. Và chính vì thế, người dân nơi đây gọi đó là cây cầu từ lòng dân. Dòng Đa Nhiêm này đã từng chia cắt đôi bờ hai thôn Lạc Viên và thôn Giảng Dân, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương. Đặc biệt, ngay cả sau khi cây cầu treo dây văng vượt lũ được khánh thành, thì biết bao hộ dân hai bên bờ vẫn phải đi vòng 5-7 cây số để có thể vận chuyển nông sản, phân bón qua sông. Còn giờ đây, niềm vui mới này càng trọn vẹn hơn trên đất Lạc Xuân, khi những chiếc ô tô vận chuyển hàng hóa như thế này cứ tiếp nối nhau chở những mùa vui về cho bà con nơi đây. Với những người nông dân, có lẽ không niềm vui nào bằng niềm vui của những mùa vụ bớt nhọc nhằn hơn trên cây cầu rộng mở. Trước kia thì phải đi xuống cái lòng sông á, thì chỉ có đi được xe nhỏ thôi. Còn nếu mà xe lớn mà muốn qua thì phải đi vòng đi đường Châu Sơn. Thì nó khoảng vào tới cả mười mấy cây cơ. Thì mới qua bên đường dân dân. Còn bây giờ thì có cái cây cầu này tiện lắm. Rất là tốt mà hay, là hữu ích cho dân ở đây. Cầu này á là cái thời gian làm để dự kiến là 5 tháng, nhưng thực tế đến khi làm với cái sự nỗ lực và nhiệt tình của cộng đồng và của mọi người, như vậy là trong có 2 tháng là xong hoàn thành, tiện lợi rất là nhiều. Thứ nhất là bây giờ hàng hóa là lưu thông được dễ dàng, dân đi lại làm ăn giữa hai bên bờ Bắc và bờ Nam rất là thoáng và thoải mái. Cây cầu mơ ước ấy đáng trân trọng biết bao, khi chính là cây cầu từ lòng dân, là sự đoàn kết, sự chung tay, là thành công lớn từ huy động sức dân với trên 300 triệu đồng và 1.400 ngày công. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Linh Mục Phạm Công Phương, giáo xứ Lạc Viên, người đã kêu gọi vận động tài trợ được trên 1,2 tỷ đồng. Cái cầu nó mang lại cái niềm vui đối với người dân ở hai bờ, tự dưng nó trở nên gần gũi hơn. Và cái vấn đề kinh tế làm ăn thì nó phát triển tốt hơn. Nói về sự đoàn kết và của toàn dân thì tôi thấy như vậy. Thực sự khi mà tôi khơi ra mà đưa ra cái vấn đề mà làm cái cầu thì tôi thấy rõ ràng đó là một cái nhu cầu mà người ta mong mỏi từ lâu rồi mà không thể thực hiện được. Và bây giờ khi mà tôi khởi động lên thì họ sẵn sàng để tham gia. Nhịp cầu nối những bờ vui ấy cũng là nhịp của tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, điểm tô thêm cho mùa xuân rực rỡ trên quê hương Lâm Đồng.